ta hoài nè, ác lắm nè, còn lâu tôi mới thương anh nữa. Đi luôn đi, về đây gì nữa. Út Huệ, đi vô đi, tôi không có thèm ăn dỗ ngọt đâu. Anh đi đi. Kìa Út Huệ, có gì vậy em? Nói cho anh nghe coi, sao mà giận dữ vậy nè? Ai ăn hiếp em phải không? Anh còn hỏi anh nữa hả? Anh ăn hiếp người ta chứ. Anh ăn hiếp em? Hồi nào? Anh thương em không hết chứ ăn hiếp em hồi nào đâu. Tôi biết hết rồi, tôi hiểu hết rồi. Anh mà thương tôi, anh thương người ta thì có. Ăn anh cũng nhớ, ngủ cũng nhớ, đi cũng nhớ. Nhớ nè, thương nè, chờ nè. Em nói gì kỳ lạ vậy Út Huệ? Hôm nay em gái của anh sao vậy kìa? Anh đừng có hỏi tôi, anh hỏi cái quyển sổ này nè. Hả? Nhật ký của anh? Út Huệ, sao em dám? Tôi đâu có muốn đọc đâu. Ai kêu anh thương thầm chỉ mà không chịu giữ cho kỹ luôn đi, làm rớt sao hèn chi cho tôi lượm. Giờ anh còn làm dữ nữa hả? Em đọc hết rồi hả? Em biết chuyện rồi phải không? Tôi biết rồi. Tôi biết anh yêu người ta âm thầm, tha thiết lắm. Vậy mà bấy lâu nay, ngày từng ngày trôi qua, tôi đã xây âm tình với ai. Thời gian cứ trôi vô tình, anh hững hờ cho lòng tê tái. Nào đâu ngờ trái cho người bấy lâu đã không thương tình, sao đành để tôi mộng mơ. Tiếng yêu bao ngày tôi đành chết trên bờ môi. Nhìn dòng thời gian trôi, thơ ấu phai phôi, ta sống bên nhau tình nồng anh em. Anh có đâu ngờ em dành mối tình si, bao nỗi lòng còn ôm ấp hoài, đâu tỏ bài vì anh vô tình. Sao nước mắt tôi rơi khóc tình ngàn trái, cớ sao ông trời nỡ dành đau thương để nát con tim khi người mình yêu. Không đôi Huệ ơi, từ bấy lâu nay trong trái tim anh đã trót in sâu bóng hình người con gái. Còn đối với em anh vô tình hờ hững vì chỉ xem em như người em gái nhỏ năm. Cùng anh đùa vui qua nắng hả mưa rào, anh quên mất em đã trở thành thiếu nữ và ôm ấp mong đời dệt nên nỗi tương tư.
anh rất hiểu tâm tình và nỗi khổ của riêng em. Vì anh đã trải qua bao đêm dài không ngủ được, ôm khối tình si từ lâu ấp ủ, nhìn người mình yêu với người bán tâm đồng. Thôi đi, anh đừng có làm bộ đặng an ủi tôi. Anh tệ lắm, anh biết chỉ với anh tâm yêu nhau, vậy mà anh cũng, anh ác với tôi lắm. Thử nghĩ, nếu như chị Trang và anh ta biết được điều này thì sao? Thì sao chứ? Đừng quệ, anh xin em đừng vì chút ghen hờn nóng nổi mà làm vỡ tan bao tình cảm đẹp trong đời. Dù cho núi cách sông ngăn hay vượt đổi sao dời, anh vẫn trân trọng tình yêu của hai bạn và âm thầm đau khổ một mình anh. Anh đã quen rồi chịu đựng sự đơn côi khi từ tấm bé đã không nhà không cha mẹ, trôi giạt tha phương nhờ ba em cứu giúp nghĩa anh kia anh còn ghi tạ trong lòng. Nếu em còn nghĩ đến tình anh, xin em hãy giữ yên những gì em vừa biết. Huệ em, thời gian qua sẽ phai dần tất cả, và mối tình này chỉ là ngộ nhận trong em. Anh cũng biết tình yêu đơn phương là đau khổ, càng đau khổ hơn khi biết người mình yêu đã nặng lòng yêu kẻ khác. Thì sao anh còn ôm ấp mối tình câm lặng với chị Trang, để rồi mặc cảm khi đối diện cùng anh Tâm chứ? Huệ, anh xin em đừng nói đến chuyện này nữa được không em? Phải rồi, bây giờ nói anh cũng không cho tôi nói nữa. Anh ghét tôi lắm, tại vì tôi biết bí mật anh yêu chị Trang chứ gì. Anh biết không, tôi cũng ghét anh lắm. Út Huệ, Út Huệ, ủa Trang, Trang mới tới hả? Em tới nãy giờ. Vậy Trang đã... Trang à, tại Út Huệ cổ... Không phải tại Út Huệ đâu anh à, mà chuyện này cũng không thể nào trách anh được nữa. Tôi xin lỗi Trang. Tại sao anh phải xin lỗi chứ? Người phải xin lỗi là em nè. Anh Chánh à, em đâu phải là gỗ đá vô tri mà không thấu hiểu được tấm chân tình của anh dành cho em bấy lâu nay. Như vậy là từ lâu Trang đã biết à? Em biết. Chính vì vậy mà em đã cố tạo vẻ dửng dưng trước những ánh mắt yêu thương, và em đã cố tránh những sự chăm sóc ân cần từ nơi anh. Vì Trang chỉ yêu có anh Tâm thôi. Phải, anh Chánh. Xin em thấu hiểu cho lòng, tim anh mau chảy xuôi dòng. Mối tình nồng em khắc ghi, nương đành em ta tình anh. Đời hai núi sẽ em sẽ thành hôn với anh Tâm, để cho chữ yêu mặn nồng hiểu nhau. Chỉ xin đừng giận, xin thời gian hai cuốn trôi bao nỗi niềm ấp ủ trong lòng anh. Mong sao hai chữ duyên lành bên nhau chung sống muôn đời, khi
bàn hiền nên trúc mai. Nỗi lòng xin được vui chôn, tình như dần trăng đáy bể, khi sóng tràn nên xóa tan. Chúc em gối chăn mặn nồng, biết mai vỡ tan tình mộng. Anh vui cười dâu xót xa khi em về làm vợ của người ta. Khi cơn gió mùa đông đã lặng lẽ trôi qua, thì xưa xác cội cành khô đứng chơ vơ, chỉ một mình lặng lẽ. Nhưng rồi xuân sang lá xanh mầm hé nụ, anh sẽ tìm lại niềm vui trong cuộc sống gia đình. Còn lại chăng là chút kỷ niệm đời mình, anh và anh Tâm là đôi bạn đường thâm giao tri kỷ. Đừng vì chút dương bận ân tình mà làm quen ngũ nghĩa chi giao. Hôm nay ở nơi này em xin cảm tạ lòng anh, xin ghi nhận tình anh như một người anh cao cả, để em được yên lòng trong cuộc sống mai sau. Khi phải nhìn nhau không ngại ngùng bỡ ngỡ, ánh sao rơi rụng đêm dài sẽ qua, có chi đâu chút tình ấp ủ. Mai về sao ta vẫn có nhau, nghĩa chi giao bao ngày vẫn đẹp. Em đừng lo hay vấn tâm, nếu anh hiểu được em mừng biết bao. Chỉ mong sao ngày tháng rồng anh tìm quên dĩ vãng xưa, để em vui về bến mộng ta còn nhau như thuở ban sơ. Anh sẽ tìm quên trong tháng ngày cô quanh, dù nát lòng anh mà môi vẫn tươi cười. Hạnh phúc đời em là anh mà nguyện rồi. Ngày mai đây em và anh Tâm sẽ bàn chuyện cao trầu cưới hỏi, nhưng với chúng em anh vẫn là người bạn thân thương. Xin chúc cho em và anh Tâm bằng tất lòng chân thật, anh đã chấp nhận rồi tình cảm lãng thiên thu. Nhưng dầu cố gượng vui môi cười hân hơ, mà sao tâm hồn vẫn tê dại niềm. Anh Chánh à, anh Tâm nói em kêu anh sang nhà em, anh cắm câu được con cá lóc em nướng trui rồi. Thôi em về trước nha, anh qua liền để mưa tới nghe anh Chánh. Anh qua liền, em về trước đi. Dạ em về nghe. Ngày mai em và anh Tâm sẽ nên duyên cầm sắc. Thôi thì mượn rượu đêm này ta tống tiễn tình si. Anh hai nè,
Uống nữa đi anh hai. Tôi mừng tôi mừng cho anh và Trang được trăm năm hạnh phúc. Uống nè, uống đi. Anh ba, ba đứa tụi mình chơi chung từ nhỏ tới giờ, tình thân thiết biết bao nhiêu. Mai này dù tôi với Trang có thành chồng thành vợ đi nữa thì cái thâm tình này cũng mong đừng bao giờ sao lãng. Tôi với anh cùng chung cái phần nghèo, cả ba đều sớm chiều khúc côi. Em Trang thương tôi vì cái tánh tôi cọc cằn, còn anh hiền khô như là đá cùng. Nên anh cũng ghi lẽ bạn tới giờ này, mai ngày cưới tôi xong anh cũng tính cho rồi. Có đôi có bạn mà gây dựng tương lai. Số của tôi thì sớm ngày lận đận, từ thơ ấu đã trôi giạt lạc loài. Nổi trôi như là đám lục bình, thể nước lớn nước rộng đời lên xuống lòng đồng. Ghé vào đây như bèo mây cá nước, bình thủy hợp tan là lẽ thường tình. Có lẽ mai này tôi nổi máu phiêu linh, bước chân quang tìm xứ lạ quê người. Bao năm qua ở nơi này lập nghiệp, lẽ nào anh còn xem như kẻ qua đường. Tôi tưởng anh đã coi đây là quê hương rồi, chi nghĩa chi tình có chết chẳng rời xa. Ở nơi đây biết bao là kỷ niệm và nghĩa ân một đời tôi mang nặng. Nè uống đi anh Tâm. Đó là tôi nói trước, dầu biển đổi dời còn tạo lá lài. Một thân trai còn trôi nổi bồng bềnh thì lo gì cái chuyện vợ con. Hai người đẹp đôi tôi thấy tôi mừng, uống ly này thay lời chúc hôn nhân. Vô cái nữa đi anh Tâm. Nè tôi uống trước à nghe. Chà, bữa nay bộ có tâm sự gì sao mà anh uống dữ vậy anh ba? Hả? Đâu có. Vui mà anh. Đâu mấy khi rảnh rỗi mình uống rượu vui như vậy hả anh? Thôi, uống đi anh. Uống đi anh. Uống đi. Anh sai rồi đó anh ba. Hồi nào tới giờ tôi chưa từng thấy anh uống nhiều như vậy đó. Chà, trời sắp mưa rồi. Trang đi qua nhà thầy ba hút thuốc, chắc thế nào về cũng mắc mưa à. Trang đau làm sao vậy anh? Ôi thì cũng ho hen vài tiếng vậy mà. Ý chết, mưa rớt hột rồi. Để tôi chạy về đẩy cái đống lúa ngoài sân để ướt hết, mai không đông cho người ta được. À, anh bưng mấy cái thứ này vô nhà giùm tôi nghe anh ba. Rồi, được rồi. Anh đi đi. Để tôi. Chồng là hết mộng hết mơ. Thôi còn đâu nữa mà đợi mà chờ. Tình không tỏ nên tình đành câm lặng. Trang ơi, xin
cho tôi được một lần mơ ước nắm bàn tay ngà ngọc, và xin cho anh được một lần hôn lên đôi mắt đẹp. Đôi mắt u buồn để tình chìm ngập, cho một lần được gọi bằng tiếng yêu thương tha thiết tận tim nàng. Mai em theo chồng anh chị đứng xa trong mối tình bao năm căm lặng, sẽ vùi chôn theo pháo đỏ rượu hồng. Trang ơi, Trang ơi, à, kìa anh Chánh, anh Tâm đâu rồi anh? Trang, anh Tâm anh về đậy lúa sợ ướt. Coi kìa, Trang ướt hết rồi kìa. Nè nè, đây lại là lau khô để lạnh, lau khô để lạnh nè. Không sao đâu anh, bộ hai người uống nhiều lắm sao mà coi bộ anh sai dữ vậy anh ba? Chút đỉnh hà vui mà. Nè Khang nè, Trang lao đi Trang. Dạ cảm ơn anh. Thấy trời chuyển mưa là em lật đật chèo xuồng về liền, vậy mà không kịp nữa. Tưởng đâu giờ này hai người xỉn hết rồi chứ, ai dè. Để em ra sau bếp hâm lại nồi cháo nha. Trang, em đừng đi Trang. Nè, em đừng có lảng tránh anh, anh yêu em mà, anh yêu em mà Trang. Anh Ba, anh đừng làm vậy. Từ lúc chiều em đã nói rõ ràng với anh rồi mà. Anh biết chứ, anh biết. Nhưng anh không thể nào, anh không thể nào chịu đựng được ý nghĩ mất em. Anh yêu Trang, anh yêu em mà Trang, anh yêu em mà. Buông ra, buông ra, buông ra đi. Anh Ba, anh sai quá rồi, anh điên rồi sao anh Ba? Buông em ra. Phải, anh muốn điên đây nè. Anh điên gì, anh quá yêu em và anh đau khổ vì em biết không? Buông ra, buông ra. Anh yêu em mà. Đừng, Trang ơi. Đừng mà. Anh yêu em. Buông ra. Trang ơi. Buông. Anh yêu em. Buông ra. Anh yêu em. Buông. Buông ra. Trang à, em về chưa? Sao mà tối ôm vậy nè? Trời, anh Ba không biết có xỉn không mà chưa thấy về bển nữa. Anh Ba à, anh Ba. Chuyện gì vậy nè anh Ba? Trời, sao anh lại? Chị Trang, chị, anh Ba, tại sao vậy anh Ba? Anh điên rồi, anh điên rồi. Hả? Chánh thằng khốn nạn,
giết mày. Anh hai, đừng, đừng mà anh hai. Trời ơi, bà Chánh ơi, mày, mày là loài cầm thú. Trời ơi, bà Chánh ơi, sao mày nỡ làm chuyện trái lương tâm? Nghĩa thâm giao tình bằng hữu bao ngày đã được đáp bù bằng hành động vô nhân. Tao giết mày, tao giết mày bà Chánh ơi, tao giết mày. Anh hãy bình tâm, đừng vội xuống tay, hãy để cho anh ba bài giải đuôi đầu. Tại sao, tại sao anh nói đi, tại sao? Tại sao anh lại im lặng cúi đầu, hành động thú cầm mà anh cùng gây ra? Trời ơi, tôi đã làm gì? Giết tôi đi, giết tôi đi. Tôi đang chết, tôi đang chết lắm. Phải, mày đang chết, lũ thằng khốn nạn. Đừng, đừng anh hai. Anh hai ơi, trời ơi. Trang, 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 giết tôi đi, giết tôi đi. Em lạnh lắm anh Tâm ơi. Anh biết,
sông ông trời cứ mưa hoài không dứt hà. Chúa nỗi niềm lạnh giá mãi dâng cao. Em cuốn khúc đậu sao lệ tuôn trào, nghe tiếng bi ai vọng từ cõi xa nào. Thân xác tơi tê, buốt lòng như xe tình. Ui qua hải hùng phải là một giấc chiêm bao. Trời đẹp muôn sao bỗng dưng mây mù mờ mịt, và bóng đêm đen trùm phủ quanh đời. Mẹ xu đầy thân sợ rồi. Trang ơi, ôi mấy lời như xé lòng. Anh chùa xóm lắm Trang ơi, em cứ để dòng lệ mau tuôn rơi. Sau rồi gương sống ngày mai. Mơ ước tương lai đâu thể vùi chôn do bàn tay thằng bạn thu cầm. Càng bão giông càng dài chung vẫn một lòng với bạn tình không chút phai phôi. Trang, bình tĩnh lại đi em. Bình tĩnh, em bình tĩnh lắm mà. Anh đưa em về. Đi em. Đi. Em về. Về với anh. Ai? Đi em. Đi anh. Trang. Trang ơi. Về đi anh, về đi mà. Anh không thấy hả? Trời mưa kìa. Anh ba. Em về đi. Em về đi. Anh không xứng đáng với những chân tình mà mọi người ban tặng cho anh đâu. Anh là kẻ có tội mà. Chuyện đâu thì còn có đó. Trời mưa thì nhiều mà anh cứ quỳ ở đây hoài, có giải quyết được cái gì đâu. Anh quỳ ở đây đi cầu mong cho những giọt mưa kia cuốn đi giùm anh bao hèn hạ xấu xa. Một con người mà lòng dạ xoay lên vì cơn say giây lát mà gieo cảnh đau thương. Ơi ông trời, hãy trừng phạt tôi đi. Tội lỗi gớm ghê tàn độc nhất trên đời. Một phút cạn suy ra điều dấu bề
gương ta, còn mong chi nối lại cung đàn. Ôi lòng em tê tái như mộng giữa đêm mưa, một hình hài tội lỗi xấu xa đang quỳ nơi đây mong sám hối tội tình. Anh đã giết đi những chân tình cao cả, từ nay thôi địa ngục hay chốn dương gian chờ đón bước anh về. Chữ thăm giao còn gian vọng mỉa mai dùm cho nhân thế, một trò hề cho thượng đế cười vui. Hành động của anh không đáng được tha thứ. Anh đã giết chết cuộc tình tươi đẹp của chị Trang và anh Tâm, giết chết tương lai tình bạn giữa hai người. Và anh cũng giết chết trái tim em rồi, anh biết không? Chị Trang, anh Tâm, mày đi đi, Trang không muốn nhìn thấy mày nữa. Đi đi, đi. Thiện nó ngủ rồi, sao chị không tranh thủ ngủ một chút đi? Còn non ngày tháng mà, chị cứ ngồi đó ầu ơ hoài, sao chịu nổi? Chị không có sao đâu. Em bưng cái gì vậy Huệ? Chị đã nói rồi. Có gì đâu chị, mấy lít nếp rặt để ngày mai nấu xôi chè đầy tháng cu này nè. Em bài vẽ ăn chi cho tốn tiền vậy? Sáng giờ em có thấy anh Tâm đâu không? Chàng ơi, nhậu lè nhẹ ngoài giảm kìa, thiệt rầu hết sức vậy đó. Còn anh ba thì đi ra xã, nghe nói làm giấy tờ xin khai sanh cho thằng Thiện. Cứ để cho anh ba anh làm tròn trách nhiệm của người cha với thằng Thiện. Còn anh Tâm thì... Chị Trang, bộ tới giờ chị còn giận anh ba lắm hả? Dù sao cũng đã có thằng Thiện rồi. Hay là... Không đâu em, dù chị không còn giận anh ba nữa và cho anh được nhìn thằng Thiện, nhưng biểu chị quên thì làm sao chị có thể quên? Nhưng
tình từ tâm bé lớn lên. Chỉ không hờn, không giận nhưng không thương, thì sao có chuyện vợ chồng. Chuyện chung lòng chung đôi, chỉ còn thương anh thay tâm nhiều. Sao lại chối từ khi anh muốn cứu mang, làm cho anh đau buồn mà rượu chè bê tha. Với anh hai thì chân tình sâu nặng, nhưng vì thân đã quen ngủ bụi trần, dù có yêu đến muôn lần cũng không thể gần bên nhau. Chị thì cứ chặt lòng như vậy, chỉ làm khổ cả ba người. Bốn người chứ, trong đó có em nữa mà. Em thì nhằm nhò gì đâu chị. Anh ba anh đâu có thương em. Trước sau anh vẫn một lòng yêu thương chị mà thôi. Em là cô gái tốt, trước sau gì anh ba cũng sẽ hiểu được chân tình của em. Chị ơi, ở đời trâu đi tìm cột, chứ lẽ nào cột lại đi tìm trâu. Vậy mà em đã một lần đem niềm riêng phân tỏ cho anh tờ. Nào hay đâu chỉ thêm tuổi buồn, vì tim anh đã trao cho người mối tình cấm. Từ lâu chôn cất đau tối cùng ai. Đừng nên chua xót đắng cay, tình ở đời luôn sáng lặng. Đời con gái như đóa hoa xuân é giữa ban mai, với muôn ngàn ông bướm lượn. Những nụ tình yêu chỉ vừa hé nhụy, thì trận cuồng phong đã trôi dậy tới bờ. Rời ra sợ hãi và không gian đặt nhiều kỳ vọng ở tương lai. Cuốn chi xảy ra cứ sự ngày hôm nay càng làm cho em và anh ba thêm xa cách. Tuy ở cạnh nhau chung hè chung giấc, mà như xa ngàn dặm giữa cố ý. Chị vẫn là vật cản trong chuyện tình cảm giữa em và anh ba. Hơn nữa bây giờ lại có bé Thiện, chuyện của chị với anh Tâm đã lâm vào bế tắc. Nhìn thấy anh ba và anh hai Tâm cứ ghìm nhau hoài, chị biết không, em buồn lắm. Chị không trách anh ba đã gieo sầu chú khổ, vì anh cũng tự đài đoá mình nhiều để chuộc lỗi lầm xưa. Nhưng còn hiềm khích trong lòng của anh hai Tâm, thật chị không biết làm sao để mà xóa sạch. Chị Trang,
chỉ không thể cùng anh Tâm nên chồng nên vợ, thì càng không thể với anh Ba núi sợi tơ đồng. Ôi một tình bạn cao quý thiêng liêng, chỉ vì một phút cuồng say mà tan tành mây khói. Cao xanh hỡi vì sao nên nuối, không biết dòng đời còn thay đổi ra sao. Có lần em nghe anh Hai Tâm nói với anh Ba là nếu chị đã không chịu làm vợ ảnh thì anh Ba phải có trách nhiệm cưới cho bằng được chị, để mà lo lắng cho chị và thằng nhỏ. Nếu không thì anh không có tha cho anh Ba đâu. Anh Hai Tâm tánh tình nóng nảy bộc trực, không có suy cùng nghĩ cạn gì hết. Chị biết anh thương anh Ba lắm, nhưng ngặt gì vì chuyện này nên cứ ngoảnh mặt làm ngơ. Chị biết không, em chỉ cầu mong sao cho mưa thuận gió hòa, một ngày nào đó hai anh ấy sẽ xóa đi thù hận. Rồi sẽ có ngày đó thôi em à. Thôi chị tranh thủ ngủ một chút đi nghe chị. Em chạy qua dì Ba nhờ dì có ra chợ mua thêm đậu trắng ngày mai nấu chè. Mà chị nè, em nghe anh Hai nói với anh Ba là ngày mai trong ngày đầy tháng của thằng Thiện á sẽ giải quyết chuyện này cho xong đó. Thiệt khổ ghê vậy đó. Quệ ơi, em là một cô gái hiền ngoan tốt bụng, chị mong những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với em trong tương lai. Bà Chánh. Kìa anh Tâm, có chuyện gì vậy anh? Tôi ngồi đây chờ anh từ sáng giờ. Cô Quệ nói với tôi là anh đi lên xã làm khai sanh cho thằng nhỏ phải không? Phải đó anh, tôi xin khai sanh cho thằng nhỏ. Trang cũng đồng ý nên tôi đặt nó là Hà Chơn Thiện. Hà Chơn Thiện, cái tên nghe hay quá. Vậy còn má nó, anh tính sao đây? Tôi cũng khổ tâm lắm anh à. Trang cho tôi nhìn thằng nhỏ, chứ còn trong lòng thì một mực khăng khăng. Là vì anh không cố gắng, anh không có thành tâm, cho nên Trang mới chưa đồng ý. Tôi đã cố hết sức rồi anh à. Cố sức? Anh đã gây ra chuyện này thì anh gánh chịu, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại làm cho tôi phải đeo màn khối si tình đau khổ lang thang. Anh thỏa mãn rồi giờ anh muốn sang ngang, vì người ta từ chối không chấp nhận tình của tôi, tức là đang đợi chờ anh. Vậy sao anh còn ngập ngừng do dự, không chịu vội vàng xin cưới được Trang? Còn nếu không cô sống đời hiu quạnh, phải ôm con chịu nhiều tai tiếng, thì tội của anh tôi sẽ xử công bằng. Tôi biết là tôi trót gây ra tội lỗi tài trời, chết nhơ đeo đẳng một đời. Nhưng phải cam lòng vì Trang chỉ yêu anh. Ngày tháng xuân xanh phải trải qua trong tuổi nhục nặng nề, trong đau khổ ê chề là do tôi đã gây ra. Anh Ba, anh có nhìn thấy cái phản này không anh Ba? Anh có nhìn thấy đôi bàn tay
sáng này không anh ba. Và đèn tóc cháy quần quật ngày đêm trên đồng ruộng khô cằn. Tôi nào ngại chi là gian khổ nhọc nhằn, hy vọng ngày mai đủ số tiền trả nợ, tôi rước em trăng về làm vợ của tôi. Tôi còn định bụng là trên phần đất xẻ đôi dựng thêm một căn nhà nhỏ nhỏ cho người bạn thân, sau khi thành gia thất kề cận bên tôi khi tôi lửa tắt đèn. Anh Tâm, tôi thật là hổ thẹn khi đối diện với anh, với những chân tình mà anh đã dành trọn cho một thằng bạn vô sĩ. Tôi không xứng đáng với tấm lòng của anh. Anh Tâm, xin anh hãy tha thứ cho tôi. Xứng đáng hay không xứng đáng thì anh cũng đã trót là thằng bạn nghèo tôi hết già thương yêu. Tôi biết anh vì một chút nông nổi say xưa mà gây ra cảnh trạng vô cùng tồi tệ. Mối hận này đây nguôi ngoai đâu dễ, vì đời của em trang phải đau khổ âm thầm. Tôi thương bạn mình như mạng sống của tôi giữ tình yêu của tôi như là hơi thở. Biểu tôi làm sao có tấm lòng rộng mở khi chính mạng sống của mình giết đi hơi thở của tôi. Anh Tâm, nếu như cái chết của tôi mà có thể chuộc lại lỗi lầm á, thì tôi cũng xin chết tạ ân tình thân thiết. Nếu anh chết mà Trang hết khổ, tôi hết đau, thì tôi đã giết anh lâu rồi. Anh Tâm ơi, anh Tâm ơi, anh Tâm à. Gì vậy cô Huệ? Chị Trang, chị và thằng nhỏ. Chị sao? Làm sao hả Huệ? Chỉ một thằng nhỏ đi rồi. Đi rồi? Đi đâu? Sao cô không cản lại hả? Trời ơi, mới hồi nãy em còn nói chuyện với chị ở đây nè, rồi cái em mới chạy thẳng qua nhà của dì ba để mua đậu thêm. Đặng ngày mai đầy than nấu chè, chừng về tới thấy nhà trống trơn, chỉ thấy hai lá thư. Trong thơ dặn em là đừng có buồn giận, chỉ đã quyết đi rồi. Còn một lá thư dành cho hai anh em vội kiếm khắp nơi, nhưng chị Trang đã đi biệt dạng, em liền ra đây tìm kiếm hai anh. Sao lại như vậy, còn lá thư đâu? Xem cổ nói gì, cổ định đi đâu? Một thân cô độc lại còn con dài, biết sẽ ra sao, thật là tai hại khi không rồi đi đài. Lá thơ đây nè, anh ba đọc coi, chỉ nói gì vậy anh ba? Đưa đây tôi. Anh Hai Tâm, anh ba chánh thương mến, mọi sự ở đời như bèo mấy tác hợp, bình thủy tương phùng. Xin hai anh đừng vì sự ra đi của em mà đau lòng buồn giận. Từ thơ ấu, ba chúng ta như bóng hình bên nhau, không rời bước. Tình cảm đó thật đáng trân trọng biết dường bao. Vì một chữ tình nho nhỏ mà chúng ta đã gây ra bao đau khổ cho nhau. Anh Tâm, tình yêu em dành cho anh là vô cùng vô tận, nhưng yêu nhau đâu hẳn là phải ở bên nhau. Dù xa cách nhưng trong lòng ta vẫn có nhau, phải không anh?
xin anh hãy vì tình yêu dành cho em và vì tình bạn thiêng liêng, hãy xóa bỏ những hiềm khích cũ. Mong anh hiểu lòng em. Anh Chánh, em biết anh ăn năn nhiều về chuyện đã qua, nhưng em không thể cùng anh kết thành chồng vợ, vì trên đời này em chỉ có một tình yêu. Tình yêu rất là đáng quý. Nếu như anh còn biết trân trọng tình yêu và chuộc lỗi lầm xưa, thì xin anh hãy cố mà lo lắng yêu thương em Huệ. Em Huệ là một cô gái tốt và hết già yêu anh. Mong anh đừng phụ bỏ tấm chân tình cao đẹp đó. Đã đến giờ em phải ra. Em ra đây không phải để xóa nhòa quá khứ, mà em đi cho trọn vẹn những thâm tình cao đẹp quanh ta. Và biệt hai anh, em Thùy Trang. Trời ơi, tôi đã gây nên tất cả chuyện này. Thiệt tội nghiệp cho chị Trang và cháu quá à. Thằng Chân Chánh, nếu anh không tìm được Thùy Trang và thằng nhỏ đem về, thì cho dù bao nhiêu năm sau, tôi cũng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Sắc thắm hương quê nắng xanh má em hồng dịu hiền mùi hương tóc mây con chim nói chuyện cánh tre hóng vui trong trưa hè xin mang cả hồn quê dài theo năm tháng đời em xin trao mối duyên đầu về em gái nhỏ thân sẽ như cánh chim hồng tìm giường mong mơ ái ân cho đôi cánh mộng thơ ngây chắp bay trên cung trời cho ta mãi gần nhau đẹp sao duyên tôi giàu thật không ngờ ngày mai tôi với anh lại là thông gia, phải không anh ba? Phải đó anh hai, chuyện đời khó ai lường trước được. Hồi bà nhà tôi sanh con Diễm thì anh vẫn còn cu ki có một mình. Nhớ hồi đầy tháng cũng là ngày tôi xách cái bình rượu qua rủ anh ra ngoài vàm nhậu chia tay. Nhớ. Nhớ chứ anh. Cũng căn chòi đó, cũng bàn nhậu này nè, anh chúc mừng tôi được làm cha, rồi anh chửi tôi cái tội vô trách nhiệm của người làm cha. Tôi nhớ chứ anh hai. 22 năm rồi anh ba, vậy mà tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó, cái chuyện đó. Mà anh á, anh tệ lắm nghe anh ba. Coi kìa anh hai, lần nào về xứ tôi cũng hỏi thăm anh về tin tức của mẹ con đó. Lần nào anh cũng nói với tôi là anh kiếm không ra,
Chết có rồi. Tôi nghĩ anh muốn cho chìm xuồng mọi chuyện, đặng mà anh được yên ổn gia can ngày hôm nay. Máu chảy ruột mềm, tôi xót xa lắm chứ anh hai. Nhưng hai mươi mấy năm kiếm mỗi mòn mà mẹ con nó vẫn bặt vô âm tính, tôi biết phải làm sao. Rồi anh cho qua luôn hay sao? Anh phải làm cách nào chứ? Biết mà ngày nay anh nhập nhằn như vậy, thà hồi đó tôi... Đây, đây, có mồi thêm cho hai ông nè. Anh hai à, có gì thì cũng thẳng nói chứ anh sao? Cái tánh nóng nảy nào giờ không có bỏ hả? Nóng gì mà nóng, chị coi tôi nói không phải sao? Đành rằng ngày xưa khi có chuyện đó xảy ra ngoài ý muốn chúng ta, để họ khổ đau nhận lành thiệt thòi. Ôm con đỏ một mình xa xứ, trách và lương tâm để ở đâu? Chuyện này không lẽ anh buông xuôi? Tôi biết anh vì chuyện của ngày xưa, ôm vết thương lòng sống đơn độc cho đến ngày nay. Vợ chồng tôi cũng đã gắn hết sức rồi, nhưng chị Trang và cháu Thiện vẫn bặt tâm. Vậy tại sao anh chị lại giấu giếm chuyện này, không muốn nói cho con Diễm biết mọi chuyện? Con Diễm, anh cũng thấy đó, tính nó rất nhạy cảm và yếu đuối. Tôi không cho nó biết là vì sợ nó buồn. Anh hai à, tôi định tới ngày nó lấy chồng thì cũng phải nói cho nó hay thôi anh à. Không biết khi con Diễm và thằng Duy nó biết chuyện này, rồi tụi nó sẽ nghĩ sao? Nghĩ trăng sao gì chị? Sự thật vẫn là sự thật. Ăn thua là con Diễm chứ thằng Duy. Tuy là con nuôi của tôi thôi, nhưng tánh nó giống tôi, ăn ngay nói thẳng à chị à. Đây tuy là chuyện nhà mình, nhưng ngày xưa dính líu tới anh hai không có nhỏ. Cho nên ngày hôm nay, sẵn anh hai có mặt ở nơi này, mình giải quyết cho xong chuyện xưa rài. Để ngày mai khi hai đứa nhỏ thành duyên nợ, thì gút mắt gì cũng tháo gỡ nghe anh xuôi. Nói như anh vậy là tôi chịu, chứ bao năm qua tôi vẫn còn để bụng. Cái vết thương lòng cứ âm ỉ không thôi. Bao nhiêu năm qua tôi nhủ thầm trong dạ, một mai nếu như chị Trang còn trở lại, thì vợ chồng tôi sẽ chu toàn sao trước. Lo lắng trăm bề chuộc lại lỗi lầm xưa. Thì Trang xưa kia vì quá nặng chữ tình, yêu anh một lòng nên cứ khăng khăng. Thà dứt áo ra đi cho phụ tử đoạn lìa, chớ nhất định là không giống phụ tình anh. Anh ba, anh nói như vậy là đổ lỗi tại người ta, chứ không phải tại anh hả anh ba? Thôi, thôi, tại ai thì chuyện cũng đã rồi. Thôi để tôi với anh hai đi ra giàm. Sao không chờ tụi nhỏ về nói cho nó biết? Ra giàm chi anh ba? Tại anh không biết chứ, bao lâu nay anh ba vẫn ra ngoài căn nhà của chị Trang ngoài giàm á mà dọn dẹp sửa sang. Ba cái giấy tờ khai sanh liên quan tới thằng Thiện và chị, ảnh đều cất ở ngoài đó hết á. Tôi vẫn hy vọng ngày mẹ con nó trở về. Nếu không muốn gặp tôi thì cũng có chỗ mà tá túc. Vậy mình đi đi, tôi cũng muốn ra ngoài đó nhìn qua một chút, sẵn ghé thăm chú Tư đưa đò một thể. À bà ơi, tụi nhỏ về bà dắt tụi nó ra ngoài đó nghe bà. Thôi mình đi đi anh hai, đi. Ừ, tụi nó về tôi dẫn ra liền. Thiệt tánh nào tật nấy. Dạ rồi mà hở cái ào ào hả? Má à, trời tối rồi,
Có chuyện gì sao không để về nhà hãy nói mà lại ra ngoài này vậy má? Chuyện có quan trọng không bác? Làm tụi con hồi hộp quá à. Hai đứa đừng có nóng lòng. Một chút nữa đây rồi ba con Diễm sẽ nói cho mà nghe. Trời ơi! Anh ba! Anh ba! Anh ba! Không! Không phải tôi! Không! Trời ơi! Ba! 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 Ba Kha! Ba Kha giết ba con! Chết rồi! Ba! Ba ơi! Chuyện gì vậy ba? Anh ba! Anh ba ơi! Ba! Anh ba! Ba ơi, ba. Trời ơi, anh ba. Diễm ơi, ba cũng chết rồi. Anh ba. Ba, trời ơi. Anh không được chết. Trời ơi. Anh ba. Không. Không. Không phải tôi. Ba, ba ơi. Không phải tôi. Ba. Ba. Trời ơi, mau, mau, kinh khiếp quá, trời ơi tôi sợ quá, mau. Kìa, ba, ba, tỉnh lại đi ba à. Duy ra hả con? Dạ, con đây, để con đỡ ba ngồi dậy cho khỏe nha ba. Anh Chánh chết thật rồi, phải không con? Dạ. Ba của Diễm đã chết thật rồi ba à. Anh Chánh đã chết. Trời ơi. Ba. Ba ơi, xin ba hãy nói thật cho con biết đi. Kẻ giết chết ba của Diễm là ai? Có phải là chính tay ba đã giết chết bác ấy để trả thù không ba? Duy ơi, con không tin ba sao? Đành rằng ngày xưa giữa ba và Ánh Chánh đã cùng yêu một cô gái tuổi đang xuân, nhưng ba đây xem đó chỉ như là một giấc mộng dài phôi pha, quên lãng từ lâu rồi. Tại sao mà có chuyện lá lai đặt ba vào hoàn cảnh bi ai? Ba không phải là kẻ giết người, thật quan tình con ơi. Con hiểu ba xưa nay thật thà, khắp xứ này ai cùng mến thương. Bỗng nhiên giông tố bao trùm gây cảnh tình éo le, sự việc xảy ra vô cùng kinh ngạc, mãi đeo theo ám ảnh ba hoài. Rồi đây ba sẽ bị tù đày mang nỗi sầu đắng cay. Duy ơi, nào phải đâu ba lo sợ cho mình dương mang tù tôi, bởi ba không phải là người xấu xa bị ổi, lại nỡ đang tâm trả mối thâm thù. Câu chuyện ngày xưa như một ngang mây mù, nó đã trôi theo dòng thời gian quên lãng. Những tháng năm dài tình bạn vẫn không phai, chứ ba đâu ngờ sự việc xảy đến hôm nay,
tình ngay lý gian nên phải đành nhận lấy. Ba, trước cái chết của bác Chánh, con không biết nói sao đây. Nhưng con chỉ tin chắc có một điều là ba vô tội. Nếu con biết như vậy thì ba mừng lắm. Duy ơi, vì ngày xưa ba rất tôn trọng tình cảm giữa hai nhà. Huống chi anh Chánh với ba tình nghĩa vẫn đậm đà. Và đã kết xuôi gia một nhà gắn bó, ba đâu phải loại người mất cả lương tri. Trước việc này ba đã nghĩ suy, không biết anh Chánh của điều chi gây thù chuốc oán. Nó bắn một mũi tên mà trúng hai con nhạn, ba gánh nạn vào mình, còn anh Chánh phải mạng vong. Ba, thôi ba hãy yên tâm mà tịnh dưỡng đi. Con biết á là ba không có giết người, ba không thể nào nhúng tay vào máu, phải không ba? Đúng vậy. Nhưng từ khi xảy ra chuyện, ba vì xúc động mà bệnh nặng vào thân, tàn phế như vậy. Liệt hết nửa người thì làm sao mà ba có thể giúp con mau chóng tìm ra sự thật? Thôi, ba cứ yên tâm mà tịnh dưỡng đi. Vì không đủ bằng chứng buộc tội, hơn nữa vì ba đang có bệnh nên được tại ngoại, như vậy cũng tốt lắm rồi ba à. Rồi tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng thôi. Ba cũng mong là như vậy. Ông ơi, ông sống thì khôn, thác thì thiên. Xin vong hồn ông hãy về đây phò hộ cho mẹ con tôi. Kể từ nay trên trần đời trơ trọi bơ vơ, đã hơn 20 năm qua, vợ chồng chúng ta sống bên nhau trong tình nghĩa yêu thương nồng thắm. Ông đã vất vả gian nan để tạo dựng nên sự nghiệp lớn lao như vậy. Vậy mà ông không được sống để cùng tôi chia sẻ nỗi vui buồn. Con mình nay đã cành hoa sắc hương khoe màu, sao mà ông đành cam dằn số xa lánh trần gian. Nhìn con tôi luôn xốn xang, duyên nợ bè bạn cũng tại vì ai. Trời cao ông đã lá lai, xin má dơi sầu chớ ngậm ngùi. Diễm, làm sao má quên được hình ảnh của ba con? Làm sao má quên được những kỷ niệm buồn vui trong cuộc sống? Ngày nay
mẹ con ta được đủ đầy no ấm. Đó là do bàn tay tạo dựng của ba con. Lúc thiếu thời vất vả gian nan, ba con tự tâm bé chỉ một mình một bóng một thân, còn tay trắng vẫn trắng tay. Tánh thông minh thằng ngay hiền hậu, lại còn siêng năng giúp đỡ cho người nên được ngoại thương tình. Bảo cây người dạng hỏi mối mai, thành chồng vợ đến hôm nay. Ba của con luôn trọn nghĩa vẹn tình, yên vui hạnh phúc gia đình. Con nghe mấy lời má vừa kể lại, thương ba thật biết bao. Nhưng nay ba con đã chết rồi, làm sao má khỏi ngậm ngùi thương nhớ. Càng nhắc ra má càng thêm tức giận. Một chuyện tình tưởng đã phôi pha, ngờ đâu hai tâm lại đem lòng thù hận, nỡ cầm dao giết ba con. Trời ơi, thật là bi thiết. Và tình yêu giữa con và anh Duy phải chịu dở dang. Phải. Giờ đây con hãy cố gắng quên thằng Duy, nghe theo lời trối của ba con, để cho vong hồn của ổng được ngậm cười nơi chín suối nghe con. Mơ, mơ ơi, con sẽ cố quên anh Duy. Con sẽ vì cái chết của ba mà hủy diệt một mối tình đầu đầy ngang trái. Thôi, nín đi con à. Con đừng có khóc nữa. Phần số đã định vậy rồi, còn biết nói sao hơn. Anh Duy ơi, tình yêu giữa chúng ta không còn gì nữa. Giờ đây đã hết rồi, hết rồi. Chào ba, chào cô. Làm ơn cho tôi hỏi, đây có phải là nhà của... Trời! Lẽ nào cậu, cậu ơi, cậu làm sao vậy nè? À, cậu muốn hỏi thăm ai? Bà, bà cho tôi hỏi, có phải ông đây là Hà Chân Chánh không bà? Ờ, phải. Ông nhà tôi tên là Hà Chân Chánh. Còn cậu, cậu là ai? Ở đâu mà lại biết nhà tôi vậy? Bà làm ơn cho biết là ông nhà mất được bao lâu rồi? Ba tôi mất được 7 ngày rồi. Hôm nay là thất đầu tiên. Trời ơi! Kìa, anh ơi, anh làm sao vậy? À, anh bị trúng gió hả? À, để tôi lấy dầu cho anh nha. Thôi, khỏi. Cảm ơn cô. Ờ, cậu à, cậu có làm sao không? Hình như cậu cũng vừa có tang phải không? À, cậu có quan hệ gì với ông nhà tôi vậy? Thiệt ra nhìn thái độ của cậu nãy giờ tôi... Xin bà đừng vội nghi ngờ. Đây là tang mẹ tôi. Mẹ tôi vừa mới mất. Hôm nay cũng là cái thất đầu tiên. Hả? Sao lại trùng hợp như vậy? Bà ơi, tôi đến đây theo lời trăn trối của mẹ tôi, tìm gặp ông Hà Chân Chánh. Nhưng tôi thật không ngờ. Vậy mẹ cậu là ai? Không biết bà và cô có từng nghe ông nhà kể, cách đây 20 mấy năm,
có một người đàn bà đau khổ lìa xứ sở ra đi với đứa con thơ vừa tròn một tháng, nỗi khổ đau một mình nhận lấy cho trọn ân tình giữa hai người bạn thắm giao. Ngày tháng gian lao khó nhọc nuôi con cho khôn lớn nên người, rồi chưa kịp nhìn con yên bề gia thất vì kiệt sức mỏi mòn trúc hơi tàn vĩnh viễn ra đi. Anh ở nơi đâu mà lại vào đây kể chuyện đau lòng? Ai là kẻ khổ đau, ai chịu cánh không chồng? Liên hệ gì tới ba tôi, xin anh đừng rời cõi ta, xui khiến ngày xưa mọi chuyện phơi bày. Cậu à, cậu hãy nói đi, mẹ cậu là ai và mang họ tên gì? Thưa bà, ông Hà Chân Chánh đã chết. Lẽ ra tôi không muốn nói thêm làm gì, để tránh sự hiềm nghi không tốt. Nhưng để chứng minh những lời tôi nói là sự thật, xin bà hãy xem lá thư này và những hình ảnh mà tôi mang theo. Trời ơi, chị Trang đây mà. Có hình của ba con và anh Duy nữa nè má. Lẽ nào Cậu chính là... Dạ, tôi chính là Hà Chân Thiện. Hả? Hà Chân Thiện? Anh muốn nói anh là con ruột của ba tôi. Má ơi, chuyện này là sao vậy má? Chuyện này chính là chuyện mà ba con định nói cho con nghe vào cái đêm định mệnh đó. Đây nè, con hãy xem giấy tờ này nè. Khai sanh của Hà Chân Thiện, cha là Hà Chân Chánh, mẹ là Nguyễn Trọng Thùy Trang. Trời ơi, Vậy thì anh ấy là anh ruột của con sao má? Xin bà và cô đừng lo ngại, tôi về đây tìm lại cội nguồn, không phải để cho gia đình xáo trộn. Nếu như ông đây còn sống thì không nói làm gì, đằng này đã quá muộn. Tôi chỉ xin bà và cô cho phép tôi được
thắp một nén nhang. Theo thơ và hình của cậu đưa, cộng với giấy tờ ông nhà tôi để lại, thì cậu đúng là Hà Chân Thiện, con trai của ổng. Lẽ dĩ nhiên là cậu được quyền chích thanh tang và cúng bái cha mình. Con cảm ơn. Con phải gọi bằng gì con ơi? Lại đây, lại đây con. Ông ơi, vong hồn ông linh thiêng đã xui khiến cho thằng Thiện nó tìm về nguồn cội. Cháu về hiếp phố rồi ông ơi. Sao ông không còn để mà chứng kiến hả ông à? Mà ơi, anh hai, anh đốt nhang cho ba đi anh hai. Con cảm ơn gì? Cảm ơn em. Ba ơi, hai mươi mấy năm trời con khao khát, giờ tìm lại được cội nguồn thì ba đã vĩnh viễn ra đi. Tại sao ba má cùng lúc quy tiên để cho con trẻ bơ vơ miền dương? Thắp nén nhang con thành tâm khấn nguyện, ngày cha con mình đoàn tụ sum vầy. Ai có ngờ đâu thắm trạng đớn đau này, nỗi đau mất mẹ trái tim còn chừng như khô cạn. Giờ phụ tử chia lìa con sống để làm chi? Bao năm dài cốt nhục phân ly, trời cao cay nghiệt đọa đày con trẻ. Kể từ đây một mình quạnh quẻ biết về đâu, khi bóng xế canh tàn. Thiện à, con nói là chị Trang cũng đã mãn phần rồi sao con? Mà chị đau sao mà mất vậy hả con? Dạ, mẹ con đau nặng lâu rồi, do thời trẻ tảo tần quá sức nên bị lao lực. Tuần trước khi con đi làm không có ở nhà, mẹ con đi bán về mất trận mưa lớn nên dì ơi, còn ba con anh hai ơi, ba của mình bị người ta hãm hại, chết thê thảm tủi hờn, chưa biết thủ phạm là ai. Trời già sắp bài cho nghịch cảnh lá lay, để anh em ta phải mang mối thù. Dòng linh ba nơi chính suối cùng ngậm cười. Thiện ơi, thuở sanh tiền ba con cứ day dứt lương tâm vì không tìm được đứa con và người bạn hiền năm cũ. Con và em nhiễm đây là thâm tình máu mù, ngày tháng sau này hai đùm bọc yêu thương. Thưa dì, được dì và em tin tưởng và cho phép con được nhìn cha, được cúng tế ba con như vậy cũng đã an ủi được vong hồn mẹ con nơi chính suối. Giờ cũng trễ rồi, xin phép dì con đi. Anh hai, anh định đi đâu vậy anh hai?
Anh cũng chưa biết nữa em à. Sau khi hỏa táng mẹ anh xong, hài cốt gửi vào một ngôi chùa ở thành phố, anh đã thật sự bơ vơ trên cõi đời này. Con không bơ vơ đâu con à. Còn có gì, có em con nữa mà. Con cảm ơn dì, cảm ơn em, nhưng con không muốn làm phiền lụy đến gia đình. Kìa con, sao con lại nói vậy? Đây là nhà của ba con, gia đình này là của con mà. Xét ra thì con là con trai trưởng của gia đình, con ở đây thờ phụng ba con là lẽ phải mà. Phải đó anh hai, anh đừng có đi nữa. Nhà mình bây giờ đơn chiếc quá, anh ở lại nhà cùng với em và má, lo cho xong vụ án của ba nghe anh hai. Ừ, đúng rồi đó. Thiệt ra cái chết của ba con chưa điều tra ra hung thủ, con đi sao đành hả con? Anh hai. Dì và em nói vậy cũng phải. Thôi thì trước mắt con xin tá túc lại đây, chờ điều tra rõ nguyên nhân cái chết của ba rồi hãy tính. Ừ, được vậy thì hay quá. Thôi, theo dì vào trong rửa mặt rồi nghỉ ngơi, để dì đi bắt con gà nấu cháo cho ăn. Dạ. Anh Duy ơi, em muốn gọi tên anh trăm ngàn lần trong thương nhớ. Sao nước mắt cứ tuôn tràn làm nghẹn tắt bờ môi. Tình của chúng mình từ đây phải đành vùi chôn vĩnh viễn thật rồi anh ơi. Còn đâu những ngày thiết tha ân tình, giờ đây phải đành cách xa nhau duyên nợ không thành. Vì ai mà nay quanh niên xa rơi lẻ đôi, cho kiếp qua xuân ta tơi sắc hương tàn phai. Bên tai ta còn thoáng nghe lời yêu năm cũ, nay mang trong lòng hận thù cho tình lìa xa. Diễm. Kìa anh Duy, anh còn đến đây để làm gì? Diễm à, xin em hãy hiểu cho anh. Hiểu cho anh, hiểu cho anh, nhưng rồi ai lại hiểu cho tôi? Trong khi ba anh đã cố tình cắt đứt tơ duyên, và cũng chính ba anh đã giết chết ba của tôi mà. Không, Diễm ơi, xin em hãy hiểu cho anh. Xin em hãy nghe anh nói, ba của anh không phải là kẻ sát nhân, và ba của anh không bao giờ nhúng tay vào máu. Thôi anh chớ phân bua, tôi không thể tin lời. Ba của tôi qua đời thì chẳng còn chi nữa anh ơi. Chúng ta có mong xuân dậy gì, nghĩa tình giả tan từ đây. Trời già sao mà sắp bài ngàn trái,
đóng tơ chưa tròn mà nay phải ly tan. Diễm ơi hãy nghe bao lời, mình chỉ là nạn nhân mà thôi. Sao em nỡ đâu đoạn đành làm duyên tình chúng ta lìa đôi. Làm sao ta sống chung đôi, nỗi đau chưa hề phôi phai. Vì do hiểu lầm nhau thôi anh xót xa lệ. Diễm ơi, anh không thể nào quên em được, và anh không thể nào sống khi phải thiếu vắng em. Nhưng Duy ơi, tình của chúng ta giờ đã ngăn đôi, hai lối mộng, hai hướng đi không tròn ước nguyện. Diễm ơi, em hãy bao lời anh tỏ phần, sao nỡ đoạn đành dứt mảnh thơ tình. Giờ đây chưa rõ trắng đen, xin em chớ vội buộc vào quan thiên gió xót đau. Anh hãy về đi, vẫn dương làm gì, xem như kỷ niệm đã dần tan theo khói mây. Nhưng làm sao anh quên được kỷ niệm thuở âu thơ mà em thường ước mơ chơi trò cô dâu già. Em bắt anh đây phải làm chú rể cử lễ tân hôn bằng màu tím hoa đậm đà. Mình cùng lớn lên giữa hai nhà thân thiết, đến tuổi trưởng thành rồi lại biết yêu nhau. Nghe trong lòng niềm rộn rã xôn xao, và ta đổi trao từng nụ cười ánh mắt. Nhưng giờ đây hố sâu hận thù ngăn, đành phải phân ly khi số kiếp an bài. Trời ơi biết nói làm sao, lòng anh tan nát đau thương khi mỗi tờ duyên đôi ta giờ đây phải cam đứt đoạn. Nào em có khác gì đâu, hằng mong chuyên ký bền lâu những mối thù sâu gây bế quá cồn dâu. Đôi ngã phân ly anh nghe sầu thống thiết, chẳng tiếc sao em khi tan vỡ mộng tình. Mong tình đầu dẫu có tiếc thương thì giờ đây cũng chỉ còn là mây khói. Chuyện an mạng xảy ra trong đêm tăm tối, tôi vẫn ghi đậm mối thù nhức nhối giữa tim tôi.
Diễm à, anh xin em hãy tin anh. Ba anh là người vô tội mà. Anh nói sao? Vô tội à? Phải. Cũng chính vì một cơn kinh hãi xúc động mạnh, cho nên giờ đây ba anh đã trở thành kẻ bán thân bất tội. Diễm, Diễm ơi, nếu còn gì nhau, xin em hãy làm đơn bãi nại đi Diễm. Anh tin rằng ba anh không thể nào cầm dao giết chết ba em mà. Anh sẽ cố tìm ra hung thủ để minh oan cho ba của anh. Cậu Duy, tôi biết trong chuyện này cậu và con Diễm là hai người vô tội, nhưng tôi xin cậu hãy để cho nó được bình tâm. Trên đầu tan cha còn mang nặng, cái chết của ông nhà tôi là do ba cậu gây ra. Bác à, có lẽ nào đâu, từ lâu hai gia đình như một, ba con rất đổi thương yêu, chứ nào phải oán thù chi. Mang mối hận trong lòng âm ỉ bao năm qua, ba của anh tánh khí cọc cằn, đã sát hại ba tôi. Bác ơi, tình nghĩa keo sơn bấy lâu nay lẽ nào phối sạch, chuyện không thể nào tin, xin bác hãy cùng suy. Cậu đừng nói nữa, chúng tôi không truy cứu tội lỗi của ba cậu, là vì không muốn đào thêm hố sâu thù hận. Tang tóc của gia đình tôi đã quá đủ để kết thúc chuyện nợ duyên ràng buộc của cậu với con tôi. Cậu về đi. Bác ơi, con Diễm ra nhà sau với má. Bác ơi. Mẹ. Diễm. Bác ơi, tại sao xảy ra cảnh tình ngang trái này? Con biết là ba con vô tội mà. Bác ơi, xin bác hãy linh thiêng về phù hộ cho con. Con quyết phải tìm ra thủ phạm để minh oan cho ba con, để trả thù cho bác. Bác ba ơi. Diễm. Diễm em. Thì ra là anh à. Phải, anh đây. Diễm ơi, tại sao bấy lâu nay em cố tình tránh mặt anh, không cho anh được gặp em để phân trần mọi lẽ hả Diễm? Có còn gì nữa đâu mà phân trần hả anh? Trong khi tình yêu giữa hai ta đã có hố sâu hận thù ngăn cách. Diễm ơi, một lần nữa anh xác định với em rằng ba anh là người vô tội. Vô tội à? Bằng chứng đâu mà anh dám xác định là ba của anh vô tội chứ? Nếu ba anh có tội, thì tại sao em và bác gái lại làm tờ bãi nại cho ba anh? Sở dĩ làm tờ bãi nại cho ba anh chẳng qua là vì trước kia hai nhà thâm giao không phai nhạt, đã hơn 20 năm luôn tha thiết đậm đà. Vì vậy mà hôm nay má em mới làm đơn bái này để giữ vẹn nghĩa tình. Hơn nữa hiện tại ba anh còn đang bất toại bản thân, dẫu cho dương mang tù tội thì cũng chẳng ít chi đâu có lợi lộc gì. Vậy mà từ bấy lâu nay anh ngỡ đâu là em suy nghĩ lại, nay đã hiểu rõ đầu đuôi, thì ra bác gái nghĩ lại tình hai gia đình sâu đậm ngày xưa. Phải, chính vì vậy má em mới làm tờ bãi nại cho ba anh. Diễm ơi, đã từ lâu anh thức trắng canh thâu, liên tưởng đến hình bóng của em mà đau buồn khôn xiết. Chuyện tình yêu của hai ta từ nay chấm dứt. Em xin anh
xin anh hãy để cho dòng thời gian lắng động mạch sầu tư. Không, Diễm ơi, xin em hãy nghe anh nói. Anh Duy, mình giờ đây còn chi để nói, cũng bởi do ai đã bài trớ trêu này đây, khiến đôi ta đành cảm phải dở dang mộng tình. Mình xa nhau khiến lòng thêm đau, anh ước ao từ đây cho duyên đầu chúng ta nói lại bản tình ca. Em cũng muốn nói lại bản tơ loáng, nhưng chỉ vì bình tan gương giờ, thân xác của ba em đã vùi sâu nơi đáy mộ, thì cũng là nơi vùi lấp chuyện ân tình. Chứ làm sao em quên kỷ niệm của đôi mình, mà nó đã khắc sâu từ tâm bé, đến lúc trưởng thành ta thề nguyện mãi bên nhau. Càng nhắc xa càng chua xót niềm đau, đối diện với đêm thâu mà em lại luôn nghẹn ngào. Nhớ ngày nào anh cài tóc cho em bằng nụ hoa cà để làm cô dâu già. Phải, đó là những kỷ niệm êm đềm của chúng ta từ thuở bé. Cho đến ngày hôm nay, anh vẫn còn ghi khắc sâu vào trong trái tim anh. Nhưng kỷ niệm ấy giờ đây đã không còn nữa. Có còn chăng là chỉ trong giấc mộng mà thôi. Diễm ơi, ta đang ở bên nhau mắt chìm trong ánh mắt, sao nghe tuột thắt lòng đau khi tình đã xa tình. Mỗi giọt lệ em rơi, anh nghe như đau nhói tim mình. Gặp lại nhau đây mà anh ngỡ bàng hoàng, giấc mộng như sợi cối lam chiều tan biến giữa không gian. Dẫu trọn đời hai đứa phải ly tan, nhưng anh vẫn nhớ kỷ niệm ban đầu muôn thuở. Cách xa anh em nghe lòng mình trong vắng, những sợi dây vô hình đã chặn lối yêu đương. Diễm, chúng ta xa nhau chẳng bao lâu, nhưng anh cảm thấy dường như trải qua những tháng năm dài đằng đẵng. Anh Duy, cách xa anh em nghe lòng mình cô đơn trong vắng, nhưng em biết phải làm sao hơn khi hiện giờ đây em đang mang nhiều nỗi lo toan. Em lo toan việc gì? Bây giờ em phải đi chợ để mua thuốc và mua thịt về nấu cháo cho má em ăn. Hả? Thì ra bác gái đang bệnh hay sao? Phải. Anh Duy ơi, suốt mấy tháng nay, kể từ ngày ba đã chết đi, bởi quá thương tâm phần lo buồn nên mang đau ngày càng mổ xanh sao. Và hiện nay lại thêm có chuyện tòa án xử phân chuyển vụ án vừa rồi, má em càng lo lắng việc này. Vậy mà nào anh có rõ hay, ôi thật cảm thương thay. Cao xanh ơi, sao ông lại sắp bài cho hoàn cảnh đớn đau này. Ta phải đành tuân theo
theo số mệnh, chưa biết làm sao hơn. Thôi, em phải đi chợ ngay, kẻo má em ở nhà trông đợi. Anh cầu mong cho bác gái sớm bình phục lại như xưa, để anh ghé thăm bác gái. Em cảm ơn anh. Chào anh. Diễm ơi, biết đến bao giờ chúng ta mới được sum hiệp cùng nhau? Thiện, con làm gì ạ? À, tôi, con... Hả? Con cải tủ làm gì vậy Thiện? Không lẽ con định... Chuyện gì vậy má? Thằng Thiện nó... Hả? Anh hai, sao anh... Phải, tôi định tìm xem giấy tờ sổ bộ gia sản của ba tôi được bao nhiêu, vì tôi cũng có quyền được biết. Nếu như anh muốn biết thì ban ngày em sẽ lấy cho anh coi. Tại sao anh lại phải làm như vậy chứ? Cậu thiệt là có ý đồ mờ ám mà. Điều này làm cho tôi hồ nghi. Cậu không phải là con ruột của ông nhà tôi. Vậy bây giờ tôi hỏi thiệt nè, Cậu là ai? Tôi là ai thì hai người đã rõ. Còn muốn lật lọng nó khỏi chi gia tài hả? Thì đâu có dễ. Giấy tờ chứng minh tôi là con ruột rõ ràng. Gia tài này có phần của tôi, tôi có quyền xem, đâu phải chuyện lớn gì. Không, tôi không tin cậu là con ruột. Vì xưa nay chị Trang tánh rất đàng hoàng, không thể nào có một thằng con tâm giả hẹp hòi, hành vi bất thiện như là của cậu vừa qua. Nếu là anh tôi thì đâu cần phải vội. Mà giờ đây bằng chứng quá rõ ràng, tôi yêu cầu anh rời khỏi nhà này. Còn chuyện đúng hay sai tôi sẽ liệu sau. Cậu có ý gian tham, tôi không muốn thấy cậu ở trong nhà tôi nữa. Bây giờ tôi yêu cầu cậu đi đi. Được. Bà đuổi tôi, bà đuổi tôi cũng không ngăn cản được việc làm của tôi đâu. Tôi sẽ có cách lấy được cái mà tôi phải có. Trời ơi, sao mà gia đình tôi bất hạnh quá vậy? Má, má ơi, má. Ông về nơi chín suối. Với căn bệnh hiện nay càng ngày lại càng nặng thêm. Tội nghiệp cho con mình phải chịu vất vả ngày đêm, lo săn sóc bệnh tình cho tôi, nhưng rồi vẫn không thuyên giảm. Cho dấu nơi ly trần, không trách thay căm phần, mình được gần bên nhau sẽ không còn khổ đau. Mà tôi chỉ thương con mình, đành bơ vơ lẻ loi trên đời. Lòng nghe chứa chan ngậm ngùi, nhìn con thơ xót xa lệ rơi.
lại dương mang bình tình thêm trầm trong. Chính má là nguồn thương yêu hy vọng đã đem đến cho con niềm vui sống ở trên đời. Con sẽ trở thành bơ vơ côi cút, như cánh nhạn kêu sầu lạc lòng giữa đêm đông. Công đức sanh thành tựa biển cả mênh mông, đến nay con chưa một lần mãi mãi đền đáp. Nhìn má thương tâm héo mòn thân, con nghe ruột thắt lòng đau như ai xé ai dần. Trời ơi biết trách ai đây, đã gây ra cảnh tình phân ly thống thiết. Nhìn con nước mắt tuôn rơi, mời chứ ngậm ngùi và quá khang sâu. Hãy lo bình tĩnh đừng nghĩ nhiều thêm chi. Con ơi hiện giờ đây má nghe mệt lắm, má là sẽ không được sống ở dương trần. Má ơi má đừng nói vậy. Ôi lòng ngực của má giờ như có ai treo đá nặng ngàn cân. Ôi tôi mệt lắm má, tôi mệt lắm. Má ơi, má có chết đi cũng là yên phận, chỉ tội nghiệp con khờ hiu quạnh kể từ đây. Không, không đâu má ơi, má phải sống với con, má đừng chết bỏ con má ơi. Dì má. Má, con hãy nhìn vào mặt má một lần sau cuối. Má, má ơi, má đừng nói như vậy. Để rồi mẹ con mình vĩnh viễn phân ly. Má, má ơi, má, má ơi, má tỉnh lại đi, má tỉnh lại đi má. Má ơi, trời ơi. Má, má, má. Má, má ơi, trời ơi, má tôi chết rồi, má tôi chết rồi, má ơi, má ơi. Anh đâu rồi anh Sáu? Sáu ơi, tao đây nè. Trời ơi hết hồn hết vía. Sao giờ này mày mới tới mày? Làm tao chờ muốn rút cặp giò lạnh thấy mẹ. Mấy ngày nay lo đám tang cho bà, mệt muốn phờ râu luôn. Bà con người ta tới chia buồn hoài à, em đâu có dám bỏ đi, sợ người ta nghi thì khổ. Ờ, mà anh hẹn em ra đây làm chi vậy? Mày còn hỏi nữa hả? Kế hoạch của tao mày quên hết rồi sao? Thực hiện cho mau rồi lập tức vong liền. Sao mày cứ nay lần mai lửa, hay mày chờ cho mọi chuyện bể ra rồi vô khám ngồi gỡ lịch phải không con? Lỡ phóng lao rồi thì mình phải theo lao, không lẽ vội vàng rồi tay trắng hàng sao? Kế hoạch của anh là chiếm đoạt gia tài, giờ chưa được gì sao anh vội đòi đi? Ba cái bất động sản đó mày chờ thừa hưởng thì phải dính tới luật pháp, mà dính tới luật pháp thì chết như chơi đó nghe con. Thôi
cứ coi trong nhà có bao nhiêu vàng bạc của cải gì, gom hết rồi giọt cho lẹ, đừng có tham quá mày ơi. Cũng tại anh á, nói là chỉ mạo nhận kiếm tiền thôi, ai biểu anh ghi lớn chuyện chi rồi giờ anh sợ. Chuyện gì thì cũng dĩ lỡ rồi, lải nhải hoài mệt quá. Bây giờ mày về lo thu gom đi, tối mai tao đợi mày ở chỗ này, chia chác xong đường ai nấy đi, tao không ở đây lâu được đâu mày. Nhưng mà không có nhún nhị gì hết, mày biết tánh tao mà, để nói là làm. Tao ghét ai cãi lời tao lắm, coi chừng tao nó nghe mày. Sao sao Diễm ơi, có lẽ giờ này em cũng như anh, thầm xót xa cho một mối tình đầy ngang trái. Biết đến bao giờ mới xóa tan được mối hận thù mà em đang chất chứa ở trong tâm. Diễm ơi, giờ này đây nào đâu có thấu, nỗi nhớ thương em đã làm tái tê buồn tim. Đến bao lâu mình sẽ nối giấc mơ tình hồng, thì thôi cam khổ sầu riêng mang. Khi kiếm duyên lìa tan như cung đàn đứt dây phím làm chúng ta. Anh Duy kìa, Diễm, tại sao em lại như thế này? Tại sao mặt mày em hốc hác bơ phờ vậy hả Diễm? Anh Duy ơi, em khổ lắm. Diễm, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Còn Hà Chân Thiện, anh trai của em đâu? Đừng, em xin anh đừng nhắc đến cái thằng khốn nạn đó nữa. Tại sao vậy hả Diễm? Vì nó là một tên vô lại, và cũng chính nó là một con thú đội lốt người. Diễm, em nói gì mà anh không hiểu gì hết. Duy ơi, cũng chính vì nó đến đây đã gây cho má em cái chết. Nó đoạt hết gia tài mà lại còn toan dở thói loạn luân nữa. Hả? Em nói sao? Thì ra Hà Chân Thiện đã dùng cường quyền trong tay toan ép qua cho tàn nhà phấn phai. Ngờ đâu nó nay sanh lòng không nghĩ gì đến tình quyết thống, mà nó đành thốt ra bằng những câu đê hèn xấu xa. Hoán nghe bao lời xót xa lòng ngỡ như đất trời gió giông từng cơn, lòng người đầy gian manh khao khát si mê, ai biết đâu lường. Nhìn người anh yêu thương biết bao nhiêu sau tái tê buồn. Còn dương thâm sầu, ông trời ơi, hỡi đấng cao xanh, tôi chẳng tội gì mà sao ông la lai chỉ cảnh tình ai biết.
giờ em đây thân côi khúc trên đời. Diêm ơi, vừa mới nghe qua hoàn cảnh xót xa ngập tràn bi thiết, lòng của anh đây dâng lên một nỗi sầu da diết, nhưng biết phải làm sao khi bèo nước biệt ly tân. Mỗi giọt lệ em rơi anh nghe đau nhói tim mình, còn đâu nữa những ngày thơ mộng ấy, kỷ niệm em đềm của đôi mái đầu xanh. Cô bé ngày nào hay nũng nịu vẫn hờn anh, để được anh đây chiều chuộng dỗ dành. Nhưng giờ thì kỷ niệm biến tan, giấc mộng yên quanh tan tành theo mây khói. Đã bao nhiêu ngày lòng em xót xa u hoài lệ rơi, suốt năm cánh dài vì ai lỡ làm trút mai, đành cam khổ sầu cả hai. Diêm em, cách xa nhau rồi lòng anh khổ đau vô hồi, giờ đây thốt không nên lời, từ nay én nhạc lẻ đôi lòng mang nỗi sầu khó vơi. Nếu có yêu nhau xin vì nhau mà quên lãng, hãy để nó trôi theo dĩ vãng cuộc đời. Anh đừng tiếc thương chi khi duyên số định rồi. Diêm ơi, chim xa rừng còn thương cây nhớ cội, người xa người tội lắm người ơi. Những chữ oán thù là vực thẳm ngăn đôi, em biết phải làm sao giữa bên tình và bên hiểu. Anh ước mong sao nỗi quan này sáng tỏ, để ba anh trọn nghĩa tình và mình được chung đôi. Em cũng ước mong điều đó, nhưng mà hiện tại giờ đây chúng ta không thể nào làm khác hơn nữa được. Diễm, thôi em về. Em cầu chúc cho bác trai mau bình phục như xưa. Nhưng còn tên Hà Chân Thiện thì sao? Trước sự phản đối quyết liệt của em, chắc là hắn ta không thể nào dám buông ra những lời sàm sỡ nữa. Thôi em về nghe anh. Diễm, xin lỗi. Dạ chào ông. Chào bà, chẳng hay bà muốn tìm ai? Tôi muốn hỏi thăm đây có phải là nhà của ông Hai Tâm hay không? Phải, bà đã tìm đúng nhà rồi, chính tôi là Hai Tâm đây. Không còn nhận ra em nữa sao? Anh Tâm, em đây, Thùy Trang đây mà. Thùy Trang,
có thật là em đây không? Trời ơi, tôi đang mơ hay là đang tỉnh? Phải, là em đây. Anh Tâm, trời ơi, anh ra nông nỗi này sao? Đúng rồi, đúng là em rồi. Em đã trở về thật rồi đấy mà. Trang, Trang ơi. Anh Tâm ơi, nhìn nhau đây mà dòng lệ cứ rưng rưng. Ngỡ là mộng ảo, sau những tháng ngày mình đã xa nhau. Cuộc đời bể dâu, ai ngờ tao ngộ trong cánh tình này thật quá. Lời nghẹn nghẹn đắng cay. Em ở nơi này, tay nắm trong tay. 25 năm trong đời mỏi mòn, gió rụng trăng tàn mà lòng vẫn chưa nguôi. Ai đã vì ai trăng trở bao đêm, khi gió tàn đông thổi lùa qua phân vết. Thì 20 năm phương trời xa cách bao lướt tàn, cánh thèm nghe hơi ấm bàn chung tình. Nào ai sướt chia bao phiền dân riêng mình, cất bước ra đi là cõi lòng tan nát. Giống gió cuộc đời vùi dập kiếp phong sương, biết để hờn để tuổi cho người thương, nhưng đành chịu biệt ly cho đôi đường vén vẻ. Có ngờ đâu đời chia hai lối rẽ, người quạnh quẻ dương gian người té lạnh quang. Ôi tiếng nói thân thương, bao thuở ngờ không còn. Giờ này đôi tay còn ve vuốt xanh. Làn tóc rối bạc phai màu, dầu dài nắng sương, dòng ngân thuê trong khóe mắt thương đau. Tan nát lòng khi gặp nhau, em đã ra đi bao năm trời mà vẫn không phai. Mong tàn
sao chúng tình còn ly biệt tương gian. Dầu cách trở sông ngân thì quả đen bắt cầu ô thước, còn em từ đổ ra đi là tâm cá mịt mờ. Cho anh khô héo ngày đêm trong tháng đợi năm chờ, thà em phụ tình sáng ngang cùng kẻ khác, để anh còn được lặng nhìn mà chẳng dám thở than, hay được đỡ đần khi nắng hạ mưa giăng, cho nỗi nhớ nhung không dài dò tâm nào. Em đâu có sang sông mà như con sao, chẳng biết vườn xưa cánh cũ đợi em về. Gió trên đồng thổi lạnh bước chân quang, đêm buông xuống tôi bàng hoàng trong giấc mộng. Trang ơi mỗi giọt máu hồng là tình anh nay đó trong lòng thủy chung. Anh Tâm, em có lỗi với anh, có lỗi với anh nhiều lắm. Em đừng nói vậy, bây giờ đâu còn nhắc chuyện lỗi do ai sau chừng đó năm dài thương nhớ. Em biết, em biết anh thương em nhiều lắm. Và cho đến cuối đời anh vẫn đợi chờ em. Anh Tâm. Ba ơi, ba. Dạ, chào ba. À, Duy con. Con về thì hay quá. Đây là thằng Duy, con nuôi của anh. Duy à, còn đây là dì Trang. Dì Trang, có phải là người mà suốt bao nhiêu năm qua ba vẫn một lòng thương nhớ chờ đợi phải không ba? Đúng vậy đó con. Và cũng chính là nguyên nhân mà người ta nghi ngờ ba đã giết chết anh Ba Chánh. Anh Tâm, sự việc đó như thế nào? Tại sao mà anh Ba lại chết một cách bí ẩn như vậy hả anh Tâm? Thì ra dì đã biết chuyện đó rồi à? Phải. Tình cờ dì đọc báo, thấy đăng tin và hình về chuyện đó, nên dì mới vội vã về đây tìm cách hỏi thăm, mới biết anh Tâm còn sống ở nơi này. Và tôi cũng biết chuyện nhà của anh Ba bị chết ức quan, bỏ lại trên đời sáng điền sự nghiệp thật lớn vô cùng với đứa con gái, nhưng nào ngờ đâu quê lại chết đi. Thì ra em đã biết được chuyện nhà của tôi với anh Chánh hiện nay. Nhưng giờ nhà cửa tiêu tan, thuộc về tay kẻ ác gian, còn con anh lại khổ sầu thương hại. Vì trở về đây thật là thuận lợi, vặt mặt phường cướp giật. Trời ơi, thật không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện đau lòng như vậy. Còn Trang, sao thằng Thiện nó nói là em đã chết? Hả? Thằng Thiện? Thiện nào? Anh Hai, anh nói gì lạ vậy? Thì thằng Thiện con em, nó về đây gây sóng gió mấy tháng trời nay nè. Thằng Thiện con em? Anh Hai, con em, con em nó đã chết rồi mà. Hả? Gì nói sao? Hà Chân Thiện đã chết rồi à? Chuyện thế nào vậy Trang? Sao thằng nhỏ lại... Sau khi em bọc thằng nhỏ ra đi, không ngờ giữa đường gặp cướp. Chúng cướp sạch tư trang và tiền bạc mang theo. Lúc đó con em lại đang bệnh nặng, và em thì kiệt sức mòn hơi. Sau khi thằng Thiện chết, vô quá đau buồn và muốn tìm sự an ủi nơi những đứa trẻ bất hạnh, cho nên tôi mới xin vào làm cho một cô nhi viện cho tới ngày hôm nay. Có phải là
dì đã nhận một đứa trẻ mồ côi tên Quý làm con nuôi, và sau đó hắn trốn trường ra ngoài đi làm ăn cướp, phải không dì? Sao cháu biết? Dì muốn tìm ra sự thật về cái chết của bác Ba nên cháu âm thầm điều tra thân thế của hắn. Nhưng thật không ngờ người mẹ nuôi ấy chính là dì. Thì ra từ lâu nay con vẫn âm thầm điều tra à? Dạ phải, đó là nghiệp vụ của con mà ba. Ba quên đã nuôi con ăn học thành một lịch sư rồi sao? Nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên con chưa nói cho ba và mọi người biết tên Hà Chân Thiện hiện giờ là giả mạo. Hắn tên thật là Quý Đầu Lâu. Dì à, dì xem có phải hắn không? Đúng, đúng là nó rồi. Sau khi ăn cắp một số đồ dùng trong cô nhi viện, nó bỏ trốn cho tới nay. Do thân cận với dì lâu ngày nên hắn mới biết về hoàn cảnh của hai gia đình. Sau đó lợi dụng lòng tin nắm được sự việc nên hắn giả mạo làm anh Thiện để đoạt gia tài, nhờ vào mấy tấm hình mà dì đã chụp chung với hắn. Như vậy chúng ta phải làm sao đây? Trong số giấy tờ của dì, hình như dì còn giữ giấy chứng tử của thằng Thiện. Vậy thì hay quá, con đã có đủ chứng cớ để buộc tội tên Quý Đầu Lâu cướp của giết người. Ba ơi, nỗi oan của ba sắp được giải bày rồi ba ơi. Được như vậy thì em mừng quá anh Tâm. Từ ngày má chết đến nay, ngôi nhà này trở nên lạnh lùng hoang vắng. Cũng vì tên Hà Chân Thiện xuống đây đã gây ra cảnh khổ sở cho mẹ con ta. Nó chiếm đoạt cả gia tài. Còn má thì vì quá quốc ức mà đành phải lâm chung. Chắc con không thể nào ở đây được nữa. Con không thể nào nhìn mặt kẻ thù lòng thú dạ lan. Nhưng trời ơi, con biết phải làm sao đây. Khi gió mưa ngập đầu, thân mong manh dài dầu, đường đời đầy chông gai, biết cậy nhờ nơi ai. Tình xưa vỡ tan lâu rồi, lòng con nghe xót xa vô. Còn đâu những mà khi xưa lứa đôi mong mơ, cành hoa giữa cơn ba đào, rồi mai đây nỗi trôi về đâu? Diễm, giờ này em chưa đi ngủ sao? Tôi chưa buồn ngủ. Nè, em đừng có thức khuya nhiều quá mà không nên. Cũng như dì ngày trước đó em thấy không? Anh đã từng năn nỉ dì đừng có thức khuya và lo nghĩ, mà dì không có chịu nghe, để đến đổi phải mang bệnh mà chết như vậy đó. Thiệt tình anh buồn hết sức rồi. Anh hãy im đi.
Anh đừng có dùng lời giả nhân giả nghĩa nữa. Diễm, sao em lại giận anh? Việc này có phải là do anh muốn đâu. Nhưng mà dù sao á, anh phải lo lắng cho em đến suốt đời, phải không em? Tôi không cần ai nuôi hết á, và tôi cũng không cần ai thương hại đến tôi. Vì đây là sự nghiệp của ba má tôi, hai người đã đổ nhiều mồ hôi nước mắt để tạo dựng đến ngày nay. Anh biết, anh biết. Nhưng mà giờ đây nó thuộc về quyền của anh, của Hà Chân Thiện này kia mà. Nhưng Diễm ơi, dù sao đi nữa thì anh cũng không thể nào để cho em phải vất vả. Vì từ khi gặp em, anh mới thấy mình yêu cuộc sống. Và anh biết rằng em là tất cả của đời anh. Anh nói gì mà lạ vậy? Anh muốn nói là lòng anh đang xốn xang ưu hoài, bao ngày mơ tưởng bóng hình ai, mong muốn ấp yêu vòng tay. Chuyện tình riêng tư xin đừng nên nói ra nơi này, dường như ông muốn đắp xây cuộc tình tương lai, mong kết duyên mơ cùng ai. Nhưng đến nay chẳng dám phân bài. Phải, Diễm ơi, anh đã yêu và yêu tha thiết, bởi thế nên trái tim anh đắp xây lầu dòng nguy, cùng với một đóa hoa đượm sắc khoe hương mà anh đã trộm nhớ thầm thương từ bấy nhiêu. Chẳng hiểu vì sao anh không dám tỏ bày để nói cùng ai chuyện tình yêu tha thiết, cứ mãi đợi chờ chẳng biết tư sự ra sao. Chưa bao giờ anh khiếp sợ gươm đau, nay đứng trước cánh hoa đào anh cảm thấy tâm hồn như tê dài. Nhìn đôi mắt nay đang bàng hoàng sợ hãi, khiến cho lửa yêu đương như rực cháy trong lòng. Không, anh không thể nào để lỡ thời cơ. Vì đây là dịp mai không còn chần chờ được nữa. Diễm ơi, giờ đây anh nói cho em được biết, từ bấy lâu rồi anh tha thiết yêu em. Không, không được. Khốn nạn Diễm, loạn luân Diễm. Hà Chân Thiện, ông nói ông là anh của tôi, sao bây giờ ông lại nói ông yêu tôi? Diễm, anh muốn Diễm. Thật quả ông là con thú đội lốt người. Trời ơi Diễm, khốn nạn, vô cùng khốn nạn. Diễm, khốn nạn. Diễm, anh biết suốt cuộc đời này anh không thể nào lấy em làm vợ, nhưng mà anh yêu em, anh yêu em thật lòng mà. Diễm, không, không. Diễm, bình tĩnh nghe anh nói. Anh là một kẻ luôn bị cuộc đời chà đạp, luôn bị mọi người nhìn anh bằng ánh mắt hoặc thương hại hoặc khinh khi. Anh biết rằng anh phải đi, nhưng trước khi đi, anh muốn em phải là của anh, là của anh dù một lần duy nhất. Không. Diễm, anh yêu em mà. Buông ra, buông ra. Diễm, giao ra. Hà Chân Thiện, mày quả là một kẻ vô nhân, mất cả lương tâm. Anh với em mà tại sao lại nỡ nào? Vợ coi bước ông làm điều bị ổi, lộn luân thường đạo lý xưa nay. Ở trên đời này chỉ có một không hai.
em hãy nặng lời mắng chửi nữa đi, để rồi chúng mình hưởng lạc phút giây. Vì hôm nay không thể đợi chờ, đã đến giờ cơn khát vọng lên cao. Buông, thôi buông ra. Hãy lại đây với anh, lại đây với anh Diễm. Em hãy lại đây với anh. Không, không. Diễm, buông ra. Buông ra. Diễm à, Diễm, dừng tay lại, đồ bị ói. Kìa, anh Di, anh Di ơi, anh Diễm, em ơi, em sợ quá, em sợ quá. Diễm, mày là cái thá gì mà dám đến đây can thiệp vào chuyện riêng của tao hả mày? Tôi là người đại diện cho công lý, đến đây để vạch mặt kẻ gian ta. Từ bấy lâu nay tôi đây đã ngầm theo dõi, sự có mặt của anh đã làm cho hai gia đình vô tội phải chịu cảnh đau sầu, mối tình đầu đổ vỡ ly tan. Hắn ta là kẻ ở tận nơi nào đã nhảy vào đây làm quấy nước đục lên, trong khi gia đình đang sống hạnh phúc ấm êm. Sự xuất hiện của hắn đã làm cho tất cả đảo điên. Rồi ngày hôm nay hắn đã ra tay để dùng bạo lực, vợ tôi dâm loạn và lại còn ép liễu nại qua. Thật quả hắn là một tên đê tiện xấu xa. Nè, chớ chửi mắng, để rồi đành cam ân hận. Đừng tưởng ai đến đây sẽ cản trở được chuyện này. Một khi tao đã muốn, chẳng có gì làm thay đổi chuyện lai. Dù mày là ai, sao cũng ngang nhiên vào nhà tao được. Nếu như biết khôn, hãy mau mau rời khỏi nơi này. Mày đi đi. Không, tôi không đi, vì đây là nhà của Diễm. Nhưng giờ đây nó đã thuộc về quyền sở hữu của tao. Chính tao, Hà Chân Thiện, con trai trưởng nam của ông Hà Chân Chánh. Mày biết chưa? Mày biết chưa hả thằng nhãi con? Mày nổi láo. Quý, mày hãy nhận tội đi. Kìa, má, đây là người mẹ mà mày đã nói rằng chết ở xứ người. Đó, mày có nhận ra không? Thì ra các người đã biết hết mọi chuyện rồi. Và có cả bằng chứng, mày đã giết chết bác Ba Chánh. Trời ơi, khốn nạn, mày đã giết ba tao. Không, khốn nạn. Không, tôi không giết ông ấy, không phải tôi. Quý, tại sao con lại ra đến nông nỗi này hả Quý? Dù không mang nặng đẻ đau để tạo ra con, nhưng má luôn yêu thương và xem con cũng như là con của má mà. Má đã cho con một tâm tình như núi như non, chân thành tha thiết một người mẹ mất con. Đêm những đoạn trường cay đắng gian truân,
biến thành tình thương cho con những ngõ ba vẫn hằng mong con thành nhân chi mi tương lai đầy hứa hẹn với cả niềm tin cho con bước vào đời một tấm lòng nhân ái một tình cảm thiêng là con người có óc có tim sao lại nhẫn tâm chà đạp cho đành bội nghĩa vong ân coi thường đạo lý mê tiền tài danh vọng từ quá thân thành mê loại thu cầm quý ơi mơ đau xót vô ngần trước tình cảnh này như dao cắt ruột tội lỗi cũng làm trời đất không dung mơ má ơi xin má thương con hãy cứu lấy con thoát cảnh tội tình như những ngày đầu má đừng mong cứu má quý ơi má biết làm sao bây giờ con ơi má con đã lao theo cám dỗ đam mê mà quên đi lời dạy của mẹ hiền làm má phải đau lòng còn con rơi xuống bùn nhơ hãy cứu lấy con đã biết tội mình đừng giận đừng buồn cũng đừng bỏ rơi con hoàn cảnh nào má cũng không bỏ rơi con nhất là khi con biết ăn năn hối lỗi nhưng má làm được gì cho con đây má khi con đã mang vào người của con tội sát nhân không con không phải là kẻ sát nhân má ơi con không phải là kẻ sát nhân con không giết bác chánh không phải con mà âm mưu của cậu quá rõ ràng cậu giết ba chánh là để dễ bề mạo nhận danh nghĩa đứa con rơi để sang đoạt gia tài bây giờ cậu còn chối cãi như vậy mà cậu lớn giọng kêu oan hay sao nhưng tôi không phải là kẻ sát nhân tôi không phải vậy kẻ nào đã giết chết bác Ba Chánh để đổ tội cho ba tôi nếu không phải anh thì là ai ai đã giết ba tôi ai chính là nó là nó thằng sáu dao găm sau những lần tôi và sáu dao găm nhậu chung nghe chuyện gia đình của má tôi sáu dao găm mới bày mưu cho tôi mạo nhận anh thiện để hưởng gia tài tôi bỏ cô nhi viện trốn theo hắn lần dò tìm về đây để hỏi thăm tung tích của ba chánh hôm đó sau khi đứng ngoài hè nghe hết chuyện hai tâm và ba chánh cãi nhau sau dao găm bèn kéo tôi lẻn ra căn chòi ngoài vàng để tìm lấy hồ sơ giấy tờ ra tới đầu vàng hai tâm ghé qua thăm ông chèo đò nên ba chánh vào nhà trước vì ông vào bất ngờ phát hiện tôi và sáu dao găm đang lục lọi giấy tờ nên tri hô và xông vào ôm tôi lại
Tôi hoảng quá, chưa biết tính liệu sao thì bỗng nhiên nghe tiếng thét của ba Chánh. Thì ra Sáu Dao Găm đã đâm một dao vào người ba Chánh. Vừa lúc đó thấy Hai Tâm tới, hắn liền kéo tôi chạy ra sau. Hai Tâm đã vô tình nhảy vô ôm ba Chánh, định rút con dao đầy máu ra thì mọi người ập vào phát hiện. Đó là sự thật, tôi không giết ba Chánh. Vậy bây giờ tên Sáu Dao Găm ở đâu? Tôi không biết. Quý, má tin con, nhưng nếu con không chỉ chỗ của Sáu Dao Găm thì có cách nào gỡ tội cho con đâu Quý à. Cháu Quý, đây là cơ hội cuối cùng để cứu vớt cuộc đời của cháu. Đừng sợ, tên Sáu Dao Găm sẽ xa lưới pháp luật, hắn không làm gì được cháu đâu. Hắn hẹn con tối nay ở ngã ba Giàm. Tốt lắm, để tôi báo với nhà chức trách, giăng lưới tóm cho được hắn. Má, má, con xin má và mọi người hãy tha tội cho con. Pháp luật công minh, có tội phải đền tội. Nhưng con hãy yên tâm, bên cạnh con lúc nào cũng có má. Má vẫn thương con như ngày nào. Má, má, Quý. Anh Huy, bác Hai, cho con xin lỗi vì từ lâu con đã hiểu lầm bác Hai và anh Duy. Đừng nói vậy, bác không trách con đâu. Tìm ra hung thủ giết anh Chánh là bác vui lắm rồi. Không ngờ anh Ba và Quế lại chết thê thảm quá. Thôi thì Trang hãy ở lại đây, coi như thay mặt anh Ba và Quế đứng ra gả con Diễm cho thằng Duy luôn vậy. Dì, con xin dì đừng đi đâu nữa. Ba má con đã mất rồi, con bơ vơ lắm dì à. Thôi được rồi, dì sẽ ở lại làm thay anh Ba và Quế chút bổn phận này. Con cảm ơn dì. Vậy thì hay quá phải không ba? Trang à, 20 năm trước em đã từ chối lời cầu hôn của tôi. Vậy bây giờ mong em hãy chấp nhận cùng với anh. Cái anh này, mình già rồi. Thì già rồi mới xin em chấp nhận làm xu gia với anh, không được sao? Nếu vậy thì em xin bằng lòng. Hay quá. Quang hô gì? Quang hô ba. Ngủ mơ say tìm những thơ ngây tuổi xuân ngọt ngào, tình xưa vẫn như mơ. Dòng sông xưa vẫn mãi xanh trong, sẽ ru đôi mình mộng ngày xanh nồng ấm.